Xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao Gmail Hoàng Mai. Trong một clip review sản phẩm thì ngày hôm nay em Cao vừa cập bến, đó là cặp 4733X và tiếp đó là cặp 215-9. Tình trạng đẹp xuất sắc và bao sơn zin cho tất cả các bác cặp này. Tất cả các mã bát, mã tép trùng nhau toàn bộ. Và thứ hai là em cũng chia sẻ rất nhiều với tất cả các bác rằng quan trọng nhất là đi mua hàng bãi nó là nội thất các bác nha. Còn tất cả các vẻ bề ngoài, đôi này của em là sơn zin nhưng cũng có đôi có thể tuốt tát cũng không sao. Nhưng rất quan trọng về vấn đề nội thất thì xin mời tất cả các bác cùng em Cao sẽ tới nội thất của em này. Tất cả trùng đôi trùng cặp không sai số một tí nào. Xin mời tất cả các bác. Đầu tiên thì chúng ta đi về phần tem mát. Phẳng đét luôn bác nhé. Vào đây. Chuyện thì đã đành rồi. B3B JBL chuyện 16. B3B JBL chuyện 16. Tức là tất cả nó đều trùng. Đó là những cái cặp mà các bác cần siêu tầm, thì đây là những cái cặp mà các bác không thể bỏ qua. Đó, tất cả đầy đủ các bác nhé. Đó, tiếp đó các bác hãy cùng em Cao sẽ đi vào phần tiếp hai cái bát nữa. Xuất sắc các bác nhé. Muôn năm sau em vẫn nhớ nụ cười này, đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm, cho em đi trong mộng thần tiên. Tiếp đó B3B chuyện 16. Tiếp đó lời buồn nào trao hết đi anh, vì tình yêu nội thất trùng tất cả 226HPL, tem phẳng đét các bác nhá. Phẳng đét luôn, thế mới biết rằng cặp này nó trùng các bác nhá. Đó. Tiếp đó là tép A33JBS và đẹp xuất sắc. Và đây, cái này điều quan trọng, không đánh rửa các bác nhá. Trắng phao luôn, nguyên bản luôn. Rất chi tiết của sản phẩm. Cái phần này quan trọng các bác nhá. Tép nó cũng trùng luôn này. A33JBL tất cả đều trùng đôi trùng cặp, không sai số một tí nào. Thật ra đây sáng choang zin đã khó rồi, nhưng mà đây còn trùng đôi trùng cặp các bác nhá. Máy hôm nay lại không nghe lời đó. Sáng choang luôn các bác nhìn thấy không ạ? Và chúng ta nhìn lại một lần nữa, cổ bát cực kỳ sắc nét. Ok, hơi lâu một tí các bác nhá. Lời thề nguyện một năm sau em vẫn nhớ nụ cười này, đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm, cho em đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh nâng giấc ngủ triền miên. Lời buồn nào trao hết đi anh, vì tình sắc lét luôn. Tôi ta là tất cả trùng nhau toàn bộ, kể cả mã mà. Ok, chúng ta sẽ đi vào phần soi.
bác hãy nhìn bảy màu nhá. Đấy. Đêm vắng điều tim ta hẹn hò, anh suy tư mà em chắc không ai gần một ok này. Sao vẫn thấy lòng cô đơn khi xa anh đau buồn tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng làm vắng. Và từng hồi ngoài hiên lá rụng buồn tâm không ai tiếp à, khi xa anh đau buồn tâm hồn, tất cả mã màn vũ trụ luôn, côn keo đét này nẹt luôn. Đó, cái thứ ba này không ai luôn. Đó là những cái gì mà em Cao muốn chia sẻ thực với các bạn. Đét này đẹp. Đó. Tất cả đều trùng hết. Bác là sở hữu đôi này thì quá là sưu tầm rồi. Sơn còn zin luôn. Để em xem. Mã màng nằm đâu. Tiếp tục là 02 các bác nhé. Bốn cái tất cả mã màng trùng nhau. Đó. Tất cả theo nhện đét đèn đèn luôn. Ok ạ. Và đây ạ, tím ngắt luôn. Đấy. Xuất sắc luôn các bác nha. Chiếc thứ hai đấy ạ. Chiếc thứ ba đấy ạ. Màu đều tâm tắt luôn các bác nhé. Màu đều tăm tắp luôn. Chiếc thứ tư đấy. Tăm tắp màu luôn. Ok. Và tiếp tục nữa là phân tần. Đây ạ. Sắc nét dây trắng bốp luôn các bác nhìn ạ. Phân tần đấy. Sáng choang chưa? Đấy. Và những cọng dây nó còn rất sáng luôn. Sáng choang luôn. Đấy. Series C 2022 các bác nha. Các bác nhìn cái bông, nó vẫn chặt thành tấm luôn. Đấy. Vẫn còn nguyên luôn. Đấy, tép thì các bác cũng xem em Cao review rồi. Tất cả mã tép, mã bát đều trùng nhau hết các bác nha. Đó là một đôi loa cực kỳ xuất sắc và rất hiếm gặp. Ok, cái tép bên kia các bác cũng đã nhìn thấy rồi. Thì sau đây em sẽ đóng lại và review sản phẩm bằng ngoại thất của em nó. Xin mời tất cả bác cùng em Cao sẽ đi vào phần chi tiết của ngoại thất. Và các bác được nhìn em Cao review rất kỹ càng và cẩn thận rồi. Ở đây còn bên này nữa, phân tần đấy là quên đấy. Sáng choang. Ngày yếu lắm rồi, thay máy rồi. Sáng choang. À, sáng choang luôn. Dây rắc thì sáng choang luôn nhá, từng sợi dây luôn. Đó. Bông thành thùng. Ok.
Và đây còn hai cái bưởng cốc tép, nó trau chuốt kinh khủng luôn, các bác hãy nhìn. Đó. Nội thất nó cực kỳ quan trọng luôn các bác nhá. Hai cái bưởng tép xuất sắc luôn. Đó. Chiếc thứ hai đấy ạ. Xuất sắc luôn các bác nha. Nội thất cặp này không thể chê được. Và đây là khi em nó nằm ngửa và một cặp loa phải nói là xuất sắc luôn, từ nước sơn cho đến các tuyến loa đều tăm tắp, và nhất là tất cả các mã series của theo thùng và loa đều cực kỳ ok luôn. Đó là những cái gì mà dành cho bác làm cực kỳ kỹ tính để siêu tầm những cặp loa mà trùng hết series mã bát mã màn, thì đây là một cặp loa mà khó có thể các bác kỹ tính có thể bỏ qua. Ok, và xin mời tất cả các bác cùng xem một bản test và ngoại thất của 4737 xuất sắc luôn các bác nhá. Từ con ốc em bao zin cho tất cả các bác, xuất sắc luôn. Thank you.
Xin chào tất cả các bác, trở lại với clip test đồ của em Cao. Một cặp loa mà đẹp từ trong tâm hồn. Đẹp ra thì các bác biết được rằng tất cả quá hoàn hảo cho một cặp loa. Loa zin, bao sơn zin cho các bác. Và duy nhất em nó có 4 cái lỗ vít. Nói luôn, để người ta treo thì em có bịt lại các bác nhá. Duy nhất có 4 cái lỗ vít rất nhỏ, người ta treo thì em bịt lại. Còn tất cả sơn zin toàn bộ và gần như không một vết xước, chỉ gọi là một chút chút râu mèo không đáng kể ở đằng lưng, nhưng gọi là gần như là em có lói ra thì các bác mới nhận thấy, còn gần như không có. Tất cả một cặp loa cực kỳ hoàn hảo, cả thể xác lẫn tâm hồn em nó cực kỳ hoàn hảo. Và đó là một cặp loa mà dành cho bác nào siêu tầm thì tất cả các số series đều trùng, và số series đằng sau của sản phẩm đó là 20 và 22, đó là bao series zin cho các bác chứ không phải độ series các bác nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác nào quan tâm thì alo em Cao, và tình trạng xuất sắc các bác nhé.